Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình Phong thủy và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cách chọn màu hợp ví tiền cho mệnh kim. Sự lựa chọn được một chiếc ví hợp phong thủy, tiền bạc, sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với chủ sở hữu. Vậy mệnh kim hợp với ví tiền màu gì? Đây là bảng tra năm sinh cho người mạng kim. Sinh năm 1932, 1992, tuổi nhâm thân, mệnh kiếm phong kim. Sinh năm 1955, 2015, tuổi ất mùi, mạng sa trung kim. Sinh năm 1984, năm 1924, tuổi giáp tý, mạng hải trung kim. Sinh năm 1933, năm 1993, tuổi quý dậu, mạng kiếm phong kim. Sinh năm 1962, năm 2022, tuổi nhâm dần, mạng kim bạch kim. Sinh năm 1985, năm 1925, ất sửu, mạng hải trung kim. Sinh năm 1940, năm 2000, tuổi canh thìn, mạng bạch lạp kim. Sinh năm 1963, năm 2023, tuổi quý mão, mạng kim bạch kim. Sinh năm 1941, năm 2001, tuổi Tân Tỵ, mạng Bạch Lạp Kim. Sinh năm 1970, năm 2030, tuổi Canh Tuất, mạng Thoa Xuyến Kim. Sinh năm 1954, 2014, tuổi Giáp Ngọ, mạng Sa Trung Kim. Sinh năm 1971, năm 2031, tuổi Tân Hợi, mạng Thoa Xuyến Kim. Tại sao nên chọn ví hợp phong thủy? Ví tiền là vật dụng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, bởi nó là vật phẩm phong thủy, tượng trưng cho tài lộc, tiền bạc, sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với bạn khi bạn biết cách lựa chọn một chiếc ví hợp phong thủy. Một chiếc ví hợp phong thủy sẽ kích hoạt và giữ nguồn năng lượng tích cực, giúp loại bỏ những trở ngại ngăn cản con đường làm giàu của chủ sở hữu. Nhờ đó, tài vận cứ thế thăng tiến, tiền bạc ầm ầm kéo đến. Có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn một chiếc ví phù hợp với bản mệnh như màu sắc, chất liệu, kích thước. Trong đó, màu sắc là yếu tố được quan tâm hàng đầu và đóng vai trò khá quan trọng. Tương sinh tương khắc hài hòa, hợp lý sẽ mang lại sự cân bằng trong phong thủy cũng như sự may mắn cho chủ sở hữu. Về màu sắc, để biết người mạng kim hợp với màu gì, trước hết cần biết mệnh kim hợp với màu gì. Dựa vào quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, ta thấy mệnh kim hợp nhất các màu vàng đậm, màu nâu và màu trắng. Vì thế, những chiếc ví màu vàng, màu nâu, màu trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Những màu này luôn đem lại sự may mắn cho chủ nhân mạng kim. Một số ví nam nữ bạn có thể tham khảo. Một số chiếc ví màu xanh cũng là gam màu được ưa chuộng cho những người mạng kim. Gam màu này mang đến sự tao nhã, thanh khiết, tươi mới cho cuộc sống. Bạn cũng có thể chọn những ví có tông màu xanh tao nhã để thay đổi. Thế nhưng sẽ không được tốt như màu vàng và màu nâu. Màu tương khắc. Nếu bạn thuộc mạng kim thì tốt nhất nên tránh mua những chiếc ví màu hồng, màu đỏ vì những màu này ứng với hành quả mà hành quả thì khắc kim. Về chất liệu, bản chất kim là sự cứng rắn của kim loại. Chính vì thế mà những chiếc ví chắc chắn, cứng cáp, sang trọng sẽ hợp với người mạng kim hơn là những chiếc ví mỏng manh, trang trí quá nhiều, họa tiết, rối mắt. Về kiểu dáng, cũng chính bởi tính cách mạnh mẽ là người lãnh đạo nên thiết kế chiếc ví hình vuông hay hình chữ nhật sẽ rất hợp với những người mạng kim. Những hình khối này đại diện cho mạng thổ mà thổ sinh kim nên kim nó được xem là hình khối phong thủy với người mạng kim. Một số lưu ý khi mua ví cho người mạng kim. Màu sắc, chọn màu sắc ví hợp phong thủy để kích hoạt tài lộc và sự may mắn. Về kích thước,
Chiếc ví cần đủ lớn và đủ ngăn để cất giữ tiền và những giấy tờ quan trọng như giấy căn cước, thẻ bảo hiểm, thẻ ATM. Tiện dụng khi mở ra đóng vào để các vật dụng không bị nhăn hoặc nhầu nát. Chọn ví chất lượng tốt, nên chọn mua một chiếc ví một cách cẩn thận, chất lượng tốt, không nhất thiết phải đắt tiền. Không nên chọn ví có hình dáng quá cầu kỳ, kỳ lạ, hình dáng ví càng đơn giản càng tốt. Những loại ví có hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình bán nguyệt vừa đơn giản lại mang hình dáng lần lượt thuộc hành mộc, thổ và kim rất hợp phong thủy, tốt cho tài vận của bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.